Xin chào quý khán giả thân mến, tôi rất vui khi được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh của Silvermass. Và chúng tôi hiện nay đang ở gần D&E Silvermass. Và ngay trong thời điểm hiện giờ thì ngay ở tại đây thì hiện nay đang có một chiếc xe tải đang tiến đến gần lại chỗ tôi và cả đội quay phim nữa. Nhưng thực chất thì không sao cả, vì hiện nay thì chẳng có lý do gì có thể làm lu mờ được quá trình này. Và ngay giờ đây thì chúng tôi hiện tại đang đứng ở ngay trên đường. Và như các bạn có thể thấy thì hiện nay con đường này không còn tính là con đường tạm nữa. Và chúng tôi hiện nay đã có thể để xe tải có thể đi qua như các bạn có thể thấy ở ngay bây giờ. Và chính xác ở tại ngay đây thì họ hiện nay đang rầm rộ thực hiện thi công việc trải nhựa đường. Và đây chính xác sẽ là xe trải nhựa đường. Và hiện nay thì họ đang giải hắc ín. Và toàn bộ quá trình này hiện nay đang được diễn ra một cách rất sôi nổi. Và ngay bây giờ thì như các bạn có thể thấy rằng lớp đầu tiên hiện nay đã được trải. Và tiếp theo đó chính là công việc san lấp. Và sau đó thì các hố ga và các cống sẽ được chúng tôi lắp đặt ở mức thích hợp. Và từ đó thì các lớp nhựa đường thứ 3 sẽ được trải ở ngay sau đó. Và điều đó sẽ có nghĩa rằng ở ngay tại đây sẽ có một lớp nhựa đường rất đáng kể cũng như là rất dày. Và đường hiện nay sẽ có thể trở nên đáng tin cậy. Và tất nhiên sau đó thì nó sẽ phục vụ rất tốt cho Silvermass sau này, cũng như là cho toàn bộ dự án và từng quý vị khán giả. Và tôi cũng nghĩ rằng phần lớn người xem hiện tại thì đều đã là những người tham gia, hoặc là những người mà hiện nay đang có ý định đưa ra quyết định về việc trở thành những người tham gia. Và vì vậy qua đây thì tôi xin được chúc mừng tất cả chúng ta với sự kiện này. Bởi vì hiện nay thì khối lượng công việc đã được thực hiện thực sự rất lớn. Và tất cả các bạn hiện nay đang theo dõi sẽ đều hiểu một điều rằng thời tiết hiện giờ sẽ không còn là mùa hè hay thậm chí là mùa thu nữa. Và hiện giờ thì mùa đông hiện nay đang đến rất gần và nó hiện nay đang ở cửa ngõ nhà chúng ta. Và ngay tại đây thì lượng nhựa đường mà bạn hiện nay đang có thể thấy bây giờ thì chúng tôi hiện nay đã bắt đầu trải nó từ khu vực phía sau. Và từ phía sau của tòa nhà thì chúng tôi hiện nay đã đi vào từ bên cạnh. Và chính xác thì bên đó đã được trải rồi. Và hiện giờ thì vẫn đang còn một số khu vực nhỏ ở phía trước lối vào chính. Và ngay hiện giờ thì đó chính xác là nơi mà cần được thực hiện một số công việc để đục lỗ. Và công việc này hiện nay cũng đã được chúng tôi hoàn thành. Và hiện giờ thì chúng tôi chính xác đang cần thực hiện cắt ghép để từ đó mà có thể thực hiện được việc lắp đặt đường ống cấp nước lạnh. Và tôi nghĩ rằng người quay phim bây giờ sẽ cho các bạn thấy được khối lượng công việc liên quan để từ đó mà các bạn sẽ có thể ước tính được khối lượng công việc mà chúng tôi đã thực hiện được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xa hơn nữa. Và ngay hiện giờ thì chúng tôi hiện nay đã di chuyển đến lối vào chính của tòa nhà hành chính và tiện nghi. Và ngay tại đây thì như các bạn sẽ có thể thấy được, ở ngay phía sau tôi đang có một lượng lớn đất. Và hãy nhớ lại những gì mà chúng tôi đã từng nói trước đây cho các bạn. Thì như chúng tôi đã nói thì mật độ của các tiện ích kỹ thuật hiện nay đang là khá cao và độ sâu của chúng cũng là khác nhau. Và đó cũng chính xác là lý do tại sao mà chúng ta sẽ không thể đào mọi thứ cùng một lúc. Và qua đây thì các bạn cũng sẽ có thể nhận ra một điều rằng đó cũng chính xác là lý do tại sao mà chúng tôi đã phải hoàn thành một nhiệm vụ. Rồi từ đó thì chúng tôi mới có thể bắt tay sang một nhiệm vụ kế tiếp. Và ngay trong thời điểm hiện tại thì giờ đây đang có rất nhiều đống đất, nhưng sắp tới thì chúng sẽ được chúng tôi cho san lấp. Và ở một số nơi thì đất đã được chúng tôi cho nén chặt với cát lấp và đá dăm. Thậm chí sau đó chúng còn được san phẳng. Nhưng chúng tôi hiện nay đã phải làm xáo trộn bức tranh bình dị này vì điều đó. Và đó cũng chính xác là lý do tại sao mà các công việc tại chỗ hiện nay đã được thực hiện. Và sau đó thì chúng tôi sẽ lại phải tiến hành chôn và lấp lại mọi thứ như lúc ban đầu. Và ngay trong thời điểm hiện nay thì cát đã được có sẵn ở ngay tại đây để từ đó sẽ có thể chuẩn bị cho mặt bằng cho nhựa đường. Và tôi cũng hy vọng một điều rằng trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ có thể hoàn thành được những công việc được coi là khá bẩn thỉu này. Và từ đây thì các bạn sẽ có thể nhận thấy một cách trực quan rằng một phần khá lớn của hàng rào cố định hiện nay đã được chúng tôi cho dựng lên và đất màu hiện nay đã được đặt lại và bãi cỏ đã được gieo hạt. Và từ đây thì quá trình hoàn thiện đã được diễn ra một cách rất sôi nổi. Và một lần nữa thì một chiếc ô tô hiện nay đang lao tới chúng tôi. Hôm nay quả thật là một ngày quá tuyệt vời. Và suýt chút nữa thì tôi đã quên tới việc đề cập tới cho tất cả các bạn một điều rằng ở ngay tại bên đường, nơi mà có vết thủng hiện nay đang xuyên qua, tức là nơi mà đã được lắp đặt các đường ống hiện nay, thì nó hiện giờ đang được cần phải được đấu nối hệ thống thoát nước mưa từ cơ sở của chúng tôi vào thẳng mạng lưới của trung tâm. Và thách thức hiện giờ của chúng tôi đó chính là có hai cái giếng. Và nếu như mà các bạn đã biết thì kích cỡ của hai chiếc giếng đó hiện tại đang là khá lớn. Và khi trời mưa
thì nước ngầm từ toàn bộ khu vực sẽ bị tràn vào hệ thống, nên từ đó thì thợ xây dựng của chúng tôi sẽ phải bơm hết và sau đó sẽ phải nén chặt để làm việc với đất. Và những hoạt động này thực chất không hề thích hợp để làm khi trời ẩm ướt. Và bây giờ thì họ hiện nay đang tiến hành khôi phục lại các buồng cống thoát nước mưa này. Và quá trình này hiện nay đang được diễn ra một cách rất nhanh chóng. Và những chiếc vòng hiện nay đã được chống thấm và hiện giờ đang được hạ xuống. Mà vì vậy, ở ngay trong thời gian sắp tới thì tôi hy vọng một điều rằng ở ngay trong tại không gian này thì sau cùng sẽ được chôn và sẽ được san phẳng và sau đó sẽ được khôi phục lại hình dạng ban đầu. Thậm chí là sẽ có thể tốt hơn trước đó nữa. Và chúng tôi hiện nay đã cùng nhau di chuyển vào phía bên trong của tòa nhà hành chính và tiện nghi. Và ngay trong thời điểm hiện giờ thì chúng tôi đang chính xác đang ở tầng 1 của tòa nhà. Và như các bạn sẽ có thể thấy được, ở ngay xung quanh đây hiện giờ đã có rất nhiều công việc mà hiện nay đang được diễn ra trong cùng một lúc. Và quả thật không khí ở đây khá ồn ào. Và chính xác hiện giờ thì đang có những gì đang được diễn ra. Các bức tường hiện nay đang được chúng tôi cho chuẩn bị để sơn ở trong không gian chung. Và bên cạnh đó thì các cánh cửa cũng đang được chúng tôi cho điều chỉnh để có thể đóng êm ái và nhẹ nhàng hơn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kiểm tra để không có bất kỳ những khe hở vào các vết nứt nào. Và từ đó thì nó sẽ có thể trở nên chính xác đúng như thiết kế của chúng tôi ban đầu. Và đồng thời thì bạn sẽ có thể thấy rằng súng diesel đã được chúng tôi cho lắp đặt và nó hiện nay đang tạm thời làm ẩm không khí ở ngay tại đây để giúp những người mà hiện nay đang hoàn thiện các bức tường từ đó sẽ có thể làm khô được các hợp chất và bắt đầu sơn lại. Và nói tóm lại thì chúng tôi hiện nay đang làm điều này để có thể đẩy nhanh được toàn bộ quá trình. Đồng thời bên cạnh đó thì công việc hiện nay của chúng tôi cũng đã được chúng tôi tiến hành thực hiện để có thể cung cấp nhiệt cho toàn bộ hệ thống đường ống để từ đó mà sẽ có thể chuyển sang mạch sưởi cố định. Và bên cạnh đó thì thợ điện của chúng tôi hiện nay cũng đang tiến hành nối dây cho các đường tiện ích kỹ thuật để từ đó mà sẽ có thể kết nối hệ thống kiểm soát truy cập ACS. Đó chính xác là một hệ thống truy cập và giám sát cho toàn bộ cơ sở của chúng tôi. Và chúng tôi hiện nay cũng đã đề cập trước đó rằng nó sẽ có các đường tự tính nhưng thực chất thì chúng sẽ không thể nào có thể tự xuất hiện được. Và để có thể đạt được mục đích này thì chúng tôi sẽ cần phải lắp đặt các hệ thống nối kỹ thuật. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ phải có máy tính để có thể lưu lại được mọi thứ đã xảy ra. Nhìn chung là công việc đã được tiến triển một cách rất thuận lợi. Và ngay tại đây thì cầu thang mà chúng tôi đã cho tất cả các bạn xem trước đó thì hiện giờ chúng đã được chúng tôi sơn. Và quan trọng nhất ở đây đó chính là việc lắp đặt các thiết bị chiếu sáng hiện nay đã được bắt đầu. Và ngay tại đây thì các bóng đèn huỳnh quang ban ngày đã được chúng tôi cho tiến hành lắp đặt. Hiện giờ thì chúng tôi đã bắt đầu với cầu thang. Và sau đó là chúng tôi sẽ tiến tới các xưởng và các văn phòng. Và chúng tôi từ đó sẽ phải cố gắng để có thể từ bỏ được hệ thống chiếu sáng tạm thời. Và sau đó là chúng tôi sẽ chuyển sang hệ thống chiếu sáng cố định trong thời gian sắp tới. Và đồng thời thì chúng tôi sẽ phải tiến hành lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy trên cửa và mọi thứ liên quan đến hệ thống đó. Và như các bạn có thể thấy thì chúng tôi hiện tại đang ở tầng 2 của tòa nhà hành chính và tiện nghi. Và như các bạn hiện nay đang có thể thấy ở ngay tại đây thì chúng tôi hiện tại đang ở trên lớp vữa sàn vừa mới được làm. Và đây chính xác là giai đoạn trước khi mà chúng tôi đi vào hoàn thiện. Sau đó thì chúng tôi sẽ phải tiến hành sơn phủ hoàn thiện toàn bộ nơi này. Ngoài ra thì tại đây thì mọi người hiện nay đang cố gắng để có thể hoàn thiện được tường của các văn phòng trong tương lai. Và chúng ta đừng lên làm phiền họ, giờ thì hãy cùng đi tiếp nào. Và ngay tại đây thì như các bạn sẽ có thể tự mình có thể chứng kiến được rằng công việc trong quá trình này hiện nay đã được hoàn thành. Và chúng ta có thể nói rằng nó đang được hoàn thiện một cách khá rộng lớn. Và tôi nghĩ rằng thậm chí là chúng ta sẽ có thể nói một cách quá hơn là rất vĩ đại. Và nếu như mà chúng ta hiện nay đang có tầm nhìn từ trên cao và các bạn sẽ có thể thấy được hiện nay thì đã có hệ thống thông gió đầu vào. Và không chỉ có vậy, đó còn có cả các khay đựng cũng như là điện, mọi thứ hiện nay đang đều rất ổn. Và ngay tại đây thì đó chính xác là nơi mà các hệ thống tiện ích thông gió cũng như là các thiết bị từ đó mà sẽ có thể bơm tất cả qua các đường ống. Và giờ đây thì chúng ta hiện nay đang chỉ chờ đợi một thời điểm tốt nhất, từ đó thì chúng ta sẽ có thể tiến hành hoàn thành việc đó. Và chúng sẽ được cài đặt ở đây, tại những nơi thích hợp nhất. Và mỗi tầng của tòa nhà sẽ đều có những văn phòng như vậy. Và chúng được gọi là các phòng tiền xử lý. Và ngay tại đó thì sẽ có những tấm lưới đặc biệt. Và bên cạnh đó thì điều hiển nhiên là mọi thứ ở đây sẽ đều được chúng tôi thực hiện một cách rất nghiêm ngặt. Giờ đây thì đội quay phim của chúng tôi sẽ cho tất cả các bạn xem về công việc mà hiện nay đang được diễn ra ở tầng 3. Ở đó thì hiện nay cũng đang hoàn thiện lớp sàn và đang tiến hành lắp đặt các đường ống. Và sau khi mà chúng tôi hoàn thành công việc ở đây thì chúng tôi sẽ tiến lên cao hơn.
và chúng tôi hiện giờ thì đã di chuyển đến phòng trưng bày chính. Và đó chính là nơi mà chúng tôi hiện nay đã tiến hành lắp đặt các thiết bị laser. Và các thiết bị laser mới hiện nay đã được lắp ráp. Và bên cạnh đó thì công việc vận hành chính hiện nay cũng đã được tiến hành. Và một chuyên gia đã được chúng tôi mời đến để có thể phụ trách được vận hành máy. Và bây giờ thì công việc hiện nay đang được chúng tôi tiến hành. Và vì vậy, ở trong thời gian tới thì tôi hy vọng một điều rằng sẽ có thêm các phương tiện chiến đấu khác sẽ được bổ sung vào hàng ngũ của chúng tôi. Xin nữa thì chúng tôi đã quên cho các bạn xem về phần thú vị nhất của video trong ngày hôm nay. Hay như người ta thường nói, đó chính là điểm nhấn của chương trình. Và chúng tôi hiện tại đang có trong tay một bộ phận quan trọng nhất của thiết bị này. Cụ thể hơn thì đó chính là các dây dẫn mà chúng hiện nay đang cần phải được kết nối với hệ thống điện. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao mà chúng ta phải kết nối nó với hệ thống điện? Đó chính là bởi vì nó không thể hoạt động chỉ bằng không khí. Và nó sẽ trực tiếp đưa nguyên mẫu của động cơ tuyến tính dựa trên chính công nghệ Slavyanka do chính Servomat sản xuất đưa vào vận hành. Và bây giờ thì chúng tôi hiện nay sẽ đính kèm video quay bằng điện thoại của các nhân viên trong phòng thí nghiệm mà họ hiện nay đã thực hiện thử nghiệm trước đó. Họ trước đó thì đã chạy thử dưới tải cũng như là lắp các quả nặng khá lớn. Bên cạnh đó thì họ còn kiểm tra độ êm ái khi vận hành cũng như là cách thức hoạt động của động cơ. Và sau đó thì các nhân viên ở đây thì họ khá hứng khởi vì điều này. Và các bạn hãy tự xem điều gì đã được diễn ra. Đây đã, chúng ta làm nó bằng cách nào? Bây giờ làm luôn ư? 4, 7, 11, 15, 24, đúng rồi. Đây, tôi đến đây, hãy bắt lấy. Nào, chúng ta hãy cùng đi nào. Và như các bạn có thể thấy ở ngay tại đây, động cơ này thực chất có thể nói rằng nó hiện nay rất đáng tin cậy. Nó có thể chịu được tải và nó sẽ có thể mang lại cảm xúc tích cực cho những người sử dụng. Và thực sự thì chúng ta đang cần lưu ý một điều rằng đây đó chính là động cơ cảm ứng tuyến tính độc nhất vô nhị mà nó hiện nay đang được chúng tôi trang bị cho cuộn dây cuốn kết hợp. Và chính là nhờ vào điều này mà nó hiện giờ đã tạo ra được các cơ hội rất lớn cho việc phát triển trong thị trường mới, cũng như là cho các sản phẩm mới. Và đồng thời là chúng ta sẽ có thể tạo ra được các sản phẩm mới. Và các giải pháp như vậy sẽ có thể được áp dụng hoàn toàn ở trên các bảng tọa độ và các bảng làm việc với CNC. Và bên cạnh đó thì cũng có thể là hơn thế nữa. Và động cơ tương tự hiện giờ cũng đã được chúng tôi cho phát triển và lắp ráp ở ngay tại đây. Và bây giờ thì hiện nay chúng tôi đang có một loạt các thử nghiệm đã được chúng tôi tiến hành triển khai. Và chúng tôi hiện nay sẽ cho các bạn thấy nó hiện nay đang có những đặc điểm gì. Hệ thống điều khiển từ đó mà sẽ phải được chuẩn bị để có thể phát triển được các giải pháp chương trình để nó có thể thể hiện được các khả năng tối đa trong việc thiết kế các sản phẩm của chúng tôi trong tương lai. Và bên cạnh đó thì hiện giờ đã có một số công việc cũng đã được chúng tôi tiến hành thực hiện ở phía bên trái của nhà kho lớn của chúng tôi. Hiện giờ thì các tủ chữa cháy đã được chúng tôi lắp đặt và các tiện ích mở rộng cũng như là một số lượng lớn các đường ống cũng đã được tiếp tục tăng. Và bên cạnh đó thì công việc của chúng tôi hiện nay cũng đã được mở rộng theo phía bên trái của phòng trưng bày và từ đó thì hệ thống của chúng tôi sẽ sớm được khép kín hoàn toàn. Và bây giờ thì đèn ở đây đã tắt. Nhưng nếu như bạn cố gắng nhìn, thực chất thì tôi không biết rằng chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Và bây giờ thì hãy để tôi thử giúp anh quay phim dũng cảm của chúng ta để thực hiện điều đó. Dù thực chất là nó sẽ chẳng giúp cho công việc của chúng tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút nào. Thì như các bạn có thể thấy ở ngay đây thì các tủ điện ở ngay tại đó, chúng hiện nay đã được mở và hiện nay đang có một dây cáp đang đi vào đây. Và nếu như mà các bạn cũng đã biết thì nhiều sợi cáp có tiết diện lớn sẽ mang lại nhiều diện tích cũng như là điều tích cực và điều tốt lành. Và chính là nhờ điều này thì nó sẽ giúp cho tòa nhà của chúng ta sẽ có thể bừng tỉnh hơn. Và điều bây giờ đó chính là như tôi nghĩ rằng hiện giờ thì đang có rất nhiều điều mà bạn hiện nay đang bắt đầu suy đoán. Và bên cạnh đó thì mạng lưới điện của chúng ta hiện nay đang được kết nối theo một sơ đồ cố định. Và từ đây thì tôi xin được chúc mừng tất cả chúng ta về điều đó. Và chúng ta bây giờ là phải dùng tới đèn của điện thoại. Và bây giờ thì chúng ta hiện nay đang có mặt ở trong một căn phòng mà nó sẽ là nơi mà có một chiếc tủ rất lớn được đặt ở ngay tại đây. Và từ đó thì nó cũng sẽ có những giá đỡ khổng lồ như thế này. Và đó cũng chính là nơi mà dùng để đặt những sản phẩm cuối cùng mà chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất, cũng như là các nguyên liệu dùng để sản xuất chúng. Và nói chung là dành cho những lô nhỏ ban đầu mà chúng tôi sẽ sản xuất được. Và tất cả những thứ này sẽ có thể được lưu trữ trong nhà kho mà chúng ta đã thấy trước đó, cũng như là có thể ở trong nhà kho này. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà mục tiêu bây giờ của chúng ta đó chính là dọn dẹp nơi này và tiến hành dỡ bỏ kho chứa vật liệu tạm thời. Và trong tương lai gần nhất thì ở đây sẽ xuất hiện được những giá đỡ rất lớn. Và bây giờ thì chúng tôi giờ đây đang di chuyển đến một căn phòng có thể nói là rất quen thuộc với chúng ta. Đó chính là phòng thiết bị sưởi ấm cá nhân. Và hãy nhìn vào mức độ sẵn sàng của nó hiện nay đang là rất cao. Và bên cạnh đó thì tại đây thì việc cách nhiệt cho các tiện ích bây giờ cũng đã được chúng tôi hoàn thiện. Bên cạnh đó thì cũng như là các việc tự động hóa, các tủ và các bảng điều khiển, cũng như là các cảm biến, các loại hiện nay các loại đều được chúng tôi lắp đặt. Và hiện nay thì chỉ còn một chút nữa là công việc của chúng ta sẽ có thể tải hết các công suất. Và từ đó thì chúng ta sẽ có thể nghĩ đến việc tiến hành đưa các hệ thống đi vào hoạt động bình thường.
và đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện việc cách ly cũng như là phân bố các tiện ích này, cũng như là kết nối các tiện ích với mạng lưới chung và sau đó là bắt đầu cung cấp cho các phòng khác. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi và nhìn vào các căn phòng kế tiếp. Chúng ta hiện giờ sẽ không xem xét ở đó, bởi vì hiện tại thì các nhân viên của chúng tôi hiện nay đang tiến hành làm công việc vận hành và bảo trì kỹ thuật và hiện giờ đang phải bảo trì tạm thời ở ngay tại đó. Đồng thời thì họ hiện giờ thì cũng đã bắt đầu làm việc với bộ phận xử lý nước và lọc nước và từ đó thì sẽ có các bộ phận lọc đặc biệt để giúp cho việc chuẩn bị nước nhằm đáp ứng cho các tiêu chuẩn và các yêu cầu nhất định để từ đó mà sẽ có thể vận hành trong các hệ thống. Bởi vì nếu như nước không được chuẩn bị sẵn sàng thì từ đó thì nó sẽ dẫn tới việc hệ thống vận hành nó sẽ nhanh chóng bị hỏng và chúng ta chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không cần phải quá lo sợ vì điều đó, bởi vì tất cả các công việc cần thiết hiện tại thì đều đã được thực hiện. Và cuối cùng thì chúng tôi hiện nay đã đến được chỗ quảng trường Ngẫu Hứng. Và đó chính xác là nơi mà những chiếc xe tải hiện nay đang chở các sản phẩm của chúng tôi sẽ được chất và dỡ xuống sau này. Và để có thể thành thực mà nói thì tâm trạng của tôi hiện giờ đã cảm thấy rất vui mừng khi mà công trường của chúng tôi hiện giờ đã bắt đầu dần dần có được một diện mạo hoàn thiện. Và các bạn hiện giờ cũng đã được bước đi trên con đường nhựa mà nó hiện giờ đã được chúng tôi xử lý một cách rất mịn màng. Và bên cạnh đó thì tôi cũng nghĩ rằng những người mà thích đi giày trượt patin, những người thích trượt ván trượt và những thứ tương tự sẽ đánh giá rất cao về chất lượng đường nhựa ở ngay đây. Và nó thực sự có cảm giác rất dễ chịu khi mà các bạn đi lên. Và thực sự là tôi không thể diễn tả theo cách nào khác. Và qua nhân dịp này thì tôi sẽ xin tất cả các bạn rằng tôi sẽ kết thúc video của ngày hôm nay ở ngay tại đây. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm, cảm ơn các bạn đã tham gia cũng như là ủng hộ và dành sự tin tưởng cho chúng tôi. Và tất cả những điều này có thể trở nên khả thi đó chính là nhờ vào phần lớn những con người mà đã dành sự đoàn kết để giúp chúng ta sẽ có thể đạt được một mục tiêu chung. Và hiện nay thì đã có một nhiệm vụ khác đã được chúng tôi đặt ra và nó cũng đã được chúng tôi giải quyết cũng như là đã đạt được bằng mọi cách có thể. Và đó cũng chính là lý do tại sao trong ngày hôm nay vào năm 2023 và chúng ta đã có thể thấy rằng cơ sở của chúng tôi hiện nay gần như là đã hoàn toàn sẵn sàng để có thể đi vào hoạt động và chỉ còn lại tương đối rất ít công việc trước khi mà nó có thể đưa vào hoạt động chính thức và từ đó thì sẽ có thể bắt đầu vận hành một cách đầy đủ. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó, dù nghe có đẹp đẽ đến đâu thì trên thực tế hiện nay thì cũng vẫn đang có rất nhiều việc mà chúng tôi hiện nay cũng đang cần phải làm. Cụ thể hơn là chúng tôi hiện nay sẽ cần phải hoàn thiện cũng như là sẽ có thể phải tiến hành lắp đặt các nội thất và các thiết bị văn phòng cũng như là sẽ tiến hành lắp đặt các thiết bị chuyên dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang cần phải lắp đặt các máy chủ cho toàn bộ hệ thống truy cập ACS để từ đó mà nó sẽ giúp chúng tôi sẽ có thể tiến hành điều phối và lưu trữ dữ liệu và cũng có thể là giúp chúng tôi sẽ có thể tính toán được các công cụ trong tương lai cho các video của chúng tôi. Và đó chính xác cũng là nơi mà chúng tôi đã quay video và mang đến cho tất cả các bạn những các thông tin này. Và ngay trong thời điểm hiện giờ, nếu như mà các bạn không biết thì các nhân viên của chúng tôi hiện giờ cũng đang phải làm việc với một số lượng lớn các dữ liệu khổng lồ. Bởi vì chúng tôi hiện nay đang lưu trữ rất nhiều video cũng như là ảnh. Và tất cả những điều này đã đều được thực hiện bởi vì đều có lý do cả. Và bên cạnh đó thì các công việc này hiện nay cũng đều đòi hỏi năng lực và các công nghệ rất cao. Vì vậy mà tất cả những thứ này hiện giờ đang đều cần được tập trung đồng thời vào một tòa nhà để từ đó mà có thể bàn giao cho Ủy ban Nhà nước và sau đó là ký các chữ ký cần thiết và từ đó mà sẽ có thể bắt đầu một cuộc đua mới. Đó chính là cuộc đua thương mại để có thể đưa được sản phẩm Supermass ra thị trường. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã quan tâm, tin tưởng vào dự án. Và hãy nhớ đừng quên theo dõi mạng xã hội của chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn.